mưa lũ trăm năm có một tàn phá Hồng Kông. Trận mưa lớn nhất trong gần 140 năm nhấn chìm nhiều tuyến đường và ga tàu điện ngầm ở Hồng Kông. Nước lũ do mưa lớn dâng lên gây ngập tầng 1 trung tâm thương mại ở Hồng Kông ngày 8 tháng 9. Mưa lớn bắt đầu trút xuống Hồng Kông từ tối ngày 7 tháng 9. Từ 23 giờ tới nửa đêm, lượng mưa ghi nhận hơn 158mm, mức cao nhất từng được ghi nhận kể từ năm 1884, theo Đài quan sát khí tượng Hồng Kông. Hố tử thần xuất hiện trên một tuyến đường đồi, nuốt chửng xe hơi. Cơ quan y tế Hồng Kông cho hay ít nhất 110 người bị thương trong các vụ tai nạn do mưa lũ phải nhập viện, trong đó 4 người trong tình trạng nghiêm trọng. Nước lũ dâng lên nhấn chìm sạp hàng của một tiểu thương bán hoa quả bên đường ở Hồng Kông. Thật kinh khủng, Jackie, 52 tuổi, sống ở quận Quân Tai Sinh cùng bố mẹ, nói: "Tôi chưa từng chứng kiến trận mưa lũ nào nghiêm trọng như thế này ở quận. Tầng dưới cùng của trung tâm thương mại ngập hoàn toàn. Mực nước dâng cao hơn mặt tiền cửa hàng," ông nói thêm. Giới chức đánh giá thiệt hại một đoạn đường sạt lở ở sau cây oan. Chính quyền đã ban bố cảnh báo lũ quét, trong khi lực lượng cứu hộ triển khai hoạt động nhiều nơi trong thành phố. Người dân sống gần sông nên cảnh giác cao độ với thời tiết. Cân nhắc sơ tán nếu nhà bị ngập, Đài quan sát khí tượng Hồng Kông cảnh báo. Xe taxi ngập trong nước lũ ở Hồng Kông. Tổng thư ký hành chính Hồng Kông Trần Quốc Cơ gọi trận đại hồng thủy là cơn bão trăm năm có một. Tình hình bây giờ giống như nước của bốn bồn tắm đổ dồn vào một bồn tắm. Chắc chắn nước sẽ tràn ra, ông nói trong một cuộc họp báo ngày 8 tháng 9. Nước lũ từ bên ngoài ồ ạt chảy vào ga tàu điện ngầm Hồng Kông. Dịch vụ xe buýt và tàu điện bị đình chỉ, khiến mạng lưới giao thông công cộng của thành phố gián đoạn nghiêm trọng. Xe bồn hút nước khỏi một khu vực ngập ở Hồng Kông. Trên đường phố, taxi chật vật băng qua đường ngập nước, trong khi người dân cố gắng tìm đường đi làm. Công nhân dọn dẹp bùn đất trong ga tàu điện ngầm Quân Tai Sinh. Theo ước tính của Bloomberg Intelligencer, ngập lụt có thể khiến Hồng Kông thiệt hại ít nhất 100 triệu đô la Mỹ. Trong trận bão mang cụt năm 2018, Hồng Kông hứng chịu thiệt hại 470 triệu đô la Mỹ. Olivia Lam, người sống ở phía đông hòn đảo, cho biết cảm giác như toàn bộ khu vực lân cận bị nước lũ cô lập. Một hầm để xe trong công viên chìm nghỉm dưới nước. Nước dâng gần ngập thắt lưng bên ngoài tòa nhà tôi ở, đây không phải cảnh nghiêm trọng nhất trong khu phố. Lam nói, mưa lũ ở Hồng Kông xảy ra vài ngày sau khi thành phố hứng chịu bão Sao La, cơn bão mạnh nhất 5 năm qua. Sao La đổ bộ Hồng Kông cuối tuần trước, khiến nhiều hoạt động trong thành phố bị đình trệ và hàng trăm chuyến bay bị hủy. Chính quyền Hồng Kông cho biết 86 người bị thương do bão. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.